quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca F0 tăng nhanh trong những ngày qua. Do vậy, nhu cầu mua sắm những vật tư y tế cần thiết để phòng chống dịch của người dân tăng cao. Tại Điện Biên, nguồn cung và giá cả các mặt hàng này vẫn cơ bản ổn định, phản ánh của phóng viên thời sự. Tại các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, những ngày gần đây có khá nhiều người dân đến mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế như nước sát khuẩn, khẩu trang, các loại thuốc hỗ trợ, điều trị và phòng chống dịch COVID-19 do lo ngại dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Người F0 có tăng ra lượng người dân đi mua những thuốc và các thiết bị trang bị để phòng chống dịch có tăng hơn trước. Và thông thường là mua những cái vật tư thông thường như sát khuẩn, khẩu trang, đồ găng tay và một số thuốc tăng sức đề kháng để uống hỗ trợ. Trong mấy ngày nay này, lượng F0 tăng rất là cao. Xong là nhu cầu mua nước sát khuẩn này, khẩu trang này, nước muối sinh lý của người dân rất là đông. Cửa hàng mình là cam kết là bán giá đúng và lúc nào cũng bình ổn giá. Qua khảo sát tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ cho thấy, mặc dù sức mua các mặt hàng này tăng cao, song theo phản ánh của người dân, đa phần các mặt hàng này đều giữ giá ổn định. Riêng đối với mặt hàng bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà, giá tăng nhẹ so với trước, dao động từ 78 đến 85 nghìn đồng trên bộ. Dịch bệnh thế này thì tôi mua về để test được xem có bị dịch không. Em có đã mua một số gọi là kháng sinh và các thứ rồi để ở nhà rồi. Giá cả thì như nào? Giá cả thì nói chung là kháng sinh các thứ thì nói chung là vẫn bình thường. Hiện tại thì trên địa bàn Điện Biên ấy, thì dịch tăng nhiều quá nên em mua về dự phòng để test chị ạ. Hôm nay em đi mua thì giá cả rất là bình ổn, 85.000 một bộ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo bình ổn giá các mặt hàng thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, việc niêm yết, bán đúng giá nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 bất hợp lý, góp phần ổn định thị trường.